Này, hay mình cho tôi đi ăn dỗ cùng đi. Thằng bé con gửi ở nhà bà ngoại rồi, ở nhà tôi cũng không có việc gì làm. Ôi dào ơi, mình đi làm gì, để một mình tôi đi thôi. Nhưng mà lâu nay tôi không có dịp lên thăm hai bác. Yên tâm, tôi sẽ gửi lời hỏi thăm hai bác cho mình. Nhưng mà mình có nhớ đường không đấy? Nhà bác hai ở tít cuối huyện cơ mà. Nhớ chứ sao lại không nhớ. Tôi đi buôn hàng với phú ông suốt mà lại. Thôi, tóm lại là mình ở nhà, để tôi đi chiều tôi về. Chứ tính mình hậu động, hay quên, lại còn ăn nói lung ca lung cùng. Tôi bẽ mặt lắm. Mình đừng có coi thường tôi đâu đến nỗi mà mình suốt ngày nói tôi thế. Thì đúng thế còn gì. Tôi thấy mình càng có tuổi càng lẩm cẩm, hay quên, xong còn vụng về nữa. Nên là tốt nhất, việc ngoại giao thăm hỏi cứ để tôi làm. Thế nhá, tôi đi đây. Đồ bảo thủ, chắc mình đã khéo hơn tôi đấy. Này, anh ba gửi đôi giày quý như thế này, tôi cũng lo lắm. Nhỡ mà mình làm mất cái thì... Phỉ phui cái mồm mình. Nhà nó đang tang ra bối rối, nên mới phải gửi mình giữ hộ đôi giày này. Mình không nhận lời giúp làm sao được. Thì tôi biết thế, nhưng mà nhà mình thì toành toàng, chốt cửa thì lỏng lẻo. Nhỡ phải ngày tôi với mình đi ra ngoài hết, không có ai ở nhà thì tôi lo lắm. Già ơi, không phải lo, mình cứ cất kỹ đi là được. Tôi mà đã cất nhá, có 10 thằng trộm cũng không tìm được. Mà thôi, mình đi nấu cơm đi. Tôi sang nhà thằng Yên có tí việc, xong tôi về. Thôi, tôi cứ mang giày đi theo cho chắc. Mình mang đi làm gì? Để nhà tôi trông. Thôi thôi, mình hay quên lắm, tôi không tin được. Chứ mình mang ra ngoài thì an toàn lắm đấy. Tính mình ham vui, không khéo lại. Trời, yên tâm, thằng này đã làm gì á là chỉ có cẩn thận trở lên. Thôi, mình nấu cơm đi nhá. Ơi, cái thằng Yên hẹn mình ở nhà mà mất mặt đi đâu không biết. Thôi thì kiếm chỗ nào ngồi đợi nó vậy. Ui, mình ơi, ui giời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Sao thế mình? Mà mình làm gì về muộn thế? Tôi làm mất đôi giày rồi. Hả? Mất giày á? Để đâu mà mất? Ui, tôi không biết nữa. Ôi dào, mất ở đâu mà lại không biết? Thế mình đi những đâu? Đã tìm kỹ chưa? Thì tôi đi loanh quanh làng thôi. Tôi có gia đình uống nước, nhưng nhớ rõ là lúc đó vẫn cầm trên tay. Rồi tôi có đi qua chợ, rồi sau đó... Ôi giời ạ, mình cầm đồ quý đi mà còn lượn lờ khắp trốn. Bảo sao? Tôi hàm vui quá nên không nhớ mất từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn là tôi làm rơi ở chợ rồi. Ôi, quả này là xong rồi. Bán nhà đi mà đền tiền giày nhá. Tôi đã bảo để ở nhà rồi còn không nghe. Ôi. Dạ, cụ ơi, hôm qua cụ có thấy cái túi nào mà bên trong có đôi giày thêu hoa rơi ở đây không ạ? Tôi không thấy cậu ạ. Chị gì ơi, hôm qua chị có nhìn thấy... Mình có manh mối gì không? Tôi không. Thôi đi về, bán gà bán lợn đi mà đền thôi. Phải tìm cho bằng được chứ. Còn nước còn tát. Bà Bẹo kìa, để tôi ra hỏi xem sao. Ôi giời ơi, cái bà Bẹo thì biết gì, hỏi phí nước bọt. Bà Bẹo ơi, hôm qua nhà tôi có đánh rơi một túi đồ loanh quanh ở chợ, bà có nhìn thấy không? Túi đồ á? Không. Mà có đấy, hình như bên trong là một đôi giày, đúng không? Đúng thế, may quá, bà biết nó ở đâu thì cho tôi xin lại ạ. Theo tôi nhớ, hôm qua là có mua cá của một cô gái bán hàng ở đây này. Lúc tôi mua xong thì có nghe thấy cô ấy hỏi là túi đồ của ai làm rơi kìa. Đúng rồi ạ. Rồi sau đó thì tôi cũng đi luôn, nên không biết là cô ấy cầm đi đâu nữa.
Ôi, thế cô ấy là ai? Bà có biết không? Nhìn cô ta chắc chắn không phải người làng mình. Hình như cũng không phải ở làng thượng. Cũng chưa bao giờ đến đây buôn bán gì. Mà lạ lắm. Ừ, hôm nay cô ta mất tăm, không thấy sang đây bán cá nữa. Ôi xong, mình ơi, có khi nào cô ta thấy đôi giày đẹp quá nên cuỗm luôn rồi một đi không trở lại không? Ôi, thế thì tôi, trời ơi, ngày kia thằng ba hẹn đến lấy giày rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Bà bé ơi, bà cố nhớ hộ tôi xem cô ấy nhìn như thế nào, chúng tôi còn đi tìm. Tôi không để ý nên chẳng biết cô ta thế nào. Chỉ biết trẻ lắm, tầm như cô thôi. Mà thôi, trưa rồi tôi về đây. Cô chú thử sang mấy hàng bán cá hỏi xem nhá. Vâng, cảm ơn bà. Không ai biết cô ta. Lần này thì toang thật rồi. Tất cả cũng tại mình cơ. Cứ chủ quan cho lắm vào. Thì đâu ai biết nó sẽ thế. Chứ bình thường tôi cũng cẩn thận mà. Cẩn thận cầm giày đi theo đấy. Thế nên nó mới mất. Thôi, mình đừng trách tôi nữa. Tôi biết rồi. Cũng may là còn biết được có người nhìn thấy nó ở chợ. Thôi, giờ mình về nấu cơm đi. Tôi sẽ ở mấy hàng cá này, chờ xem có ai khả nghi không. Này, tôi bảo, hay là mình nhờ thằng Hồng Xiêm tìm giúp đi. Ít ra chúng ta cũng có tí manh mối về đôi giày rồi. Hồng Xiêm mà. Được đấy. Thế mà tôi không nghĩ ra. Nhưng mà tôi vẫn cứ phải ở đây canh cho chắc. Mình đến nhờ nó giúp tôi nhá. Nhớ bảo nó là chuyện gấp. Được. Ôi, nhục thật. Cứ suốt ngày chê vợ là hậu động hay quên. Giờ mình còn tệ hơn. Có đôi giày thôi mà cũng làm mất. May mà hôm nay vợ mình hỏi bà Bẹo, chứ không thì... Ơi, cô chú mở tiệm giặt giày à? Lại còn miễn phí nữa. Này, cô thật là miễn phí không? Tôi mang hẳn mấy đôi sang cô chú giặt giúp tôi nhá. Dạ được ạ. Các bác cứ xem, anh em họ hàng, ai cần giặt thì cứ mang đến tiệm tôi ạ. Tôi nản quá mình ạ. Có cả mấy chục đôi giày ở đây mà không thấy đôi nào của thằng ba. Mai nó đến lấy giày rồi. Không biết kế của thằng nhóc Hồng Xiêm có nên cơm cháo gì không? Chứ từ hôm qua đến giờ tôi giặt giày trẹo cả tay đây này. Thôi, mình chịu khó tí nhá, coi như làm phúc cho người ta. Nếu may mắn tìm được đôi giày thì mình còn đỡ được cả mấy chục đồng đấy. Ôi, thì phải cố chứ biết làm sao giờ. Dạ, chúng con chào cụ Lý ạ. Ta nghe nói nhà cả người mở tiệm giặt giày miễn phí. Ta đến xem thử xem thế nào. Dạ vâng, dạ cụ có giày thì cứ đem ra đây, chúng con giặt miễn phí ạ. Các ngươi biết yêu thương giúp đỡ mọi người như thế là rất tốt. Ta ưng. Ta có một đôi giày phóng thủy cần giặt. Các ngươi giặt cho ta thật là cẩn thận nhé. Giày này. Cụ ơi, cụ lấy đôi giày này ở đâu thế ạ? Là làm gì mà sáng mặt lên thế? Giày của ta, các ngươi đừng có thấy đẹp mà định chôm nhá. Cụ ơi, cụ mua đôi giày này ở đâu vậy? Đẹp quá, con cũng định mua một đôi tặng cha. Cha con mà đi đôi giày này á, đảm bảo sẽ phong độ và oai như cụ cho mà xem. Giày của ta là giày phóng thủy, giày đặc biệt chứ không phải loại tầm thường đâu. Ngươi tưởng thích mà mua được à? Giày phong thủy ạ? Thế thì con càng phải mua. Cụ cho con xin chỗ bán ạ. Con đội ơn cụ. Thôi được, nể tình các ngươi giặt giày miễn phí cho ta, ta sẽ tiết lộ cho ít thông tin. Đôi giày này ta mua của thầy cúng tận 7 đồng đấy. Hắn ta bảo đây là giày được yểm bùa may mắn của ông pháp sư Gigi đó. Nói chung là thiêng lắm. Láo thật. Ngươi bảo ai láo? Dạ, là con bảo vợ con không được hỏi cụ nhiều. Lại còn đòi mua giày giống của cụ, thế là hỗn. Cô chú ơi! Dạ, con chào cụ Lý ạ. Con chào cụ Lý ạ. Này, đây là cô bán hôm trước đấy. Ôi thế ạ? Cô ơi, cô là người nhặt được đôi giày của chúng tôi. Có đúng là đôi này không ạ? Đúng rồi đấy.
Ơ, giấy này là của tá mà người giảm. Dạ, xin cụ Lý cứ bình tĩnh ạ. Cô ơi, vậy hôm đấy cô đưa giày cho ai? Có đúng là cụ này không? Không, không phải cụ này, là người khác cơ. Ông ta bảo là giày của ông ta làm rơi, nên là tôi đưa cho ông ta rồi. Thôi xong, thế ông ta nhìn thế nào? Tôi thấy ông ta cầm mấy tờ bùa đi theo, hình như là làm cúng bái gì đó. Mà ông ta còn bảo ông ta là người làng này đấy. Cụ Lý mua giày từ thầy cúng, vậy là đúng ông ta rồi. Dạ cụ Lý, con xin được thưa với cụ chuyện là thế này ạ. Cái thật, đến thầy cúng láo toét dám lừa ta. Nô, ngươi đi lôi cổ hắn ra đây cho ta. Dạ thưa cụ, anh Nô đang giận dữ, con sợ sẽ hỏng chuyện. Cụ để con đi gọi thầy cúng cho ạ. Được, đi mau lên. Hồng Xiêm, ở đây toàn mùi giày thối, chứ có gì mà ngươi bảo hay. Dạ, cụ Lý ạ. Ôi, chính là người này, tôi đưa giày cho ông ta đấy. Này, cô... Thầy cúng, ngươi có nhớ đôi giày này không? Ngươi bán cho ta, ngươi bảo nó là giày phong thủy, mua tận trên núi. Thế tại sao cô bán cá nên lại bảo ngươi lấy nó từ tay cô ta? Cô kia, cô đừng có mà điêu nhá. Này, chính ông bảo với tôi, đây là giày của ông, nên tôi mới đưa cho ông. Không ngờ ông lại là người nói dối. Ô, ngươi đưa cho ta lúc nào? Ta chẳng biết đôi giày nào cả. Rõ ràng cho chứng kiến, ông lấy giày từ tay cô bán cá mà lại. Điêu, ngươi làm gì có ở đó? Thế là rõ rồi nhớ. Há miệng mà quay. Chỉ là một đôi giày bình thường thôi mà ngươi dám bán cho ta tận 7 đồng. Trả tiền ta mau, không trả ta sẽ lôi cổ lên quan. Dạ, con xin trả lại cụ 7 đồng ạ. Cụ tha cho con ạ. 7 đồng là 7 đồng thế nào? Ngươi phải trả ta 10 đồng. 3 đồng kia là tiền đền bù tổn thất tinh thần cho ta. Dạ đây ạ, con gửi cụ. Còn đôi giày không biết của ai thì cho con xin lại ạ. Đôi giày này là của tôi đánh rơi. Nó là giày của tôi, cụ Lý đã làm chứng. Ông đừng có hòng lấy. Của ngươi á? Vậy tiền trả cụ Lý của ta à? Đấy là việc của ông, tôi không liên quan. Tôi còn chưa xử cái vụ ông nhận vơ giày để vợ chồng tôi lao đào suốt mấy ngày hôm nay đấy. Tha là tha thế nào, tham lam, lừa lọc thì phải chịu phạt chứ. Ngươi xem trong tiệm còn bao nhiêu đôi giày chưa giặt. Mang hết ra cho tên thầy cúng giặt hết đi cho ta. Dạ kìa cụ, toàn giày thối ạ. Giày thối cũng không thối bằng nhân cách của ông đâu. Còn mấy chục đôi giày này, ông giặt đi. Ôi giời ơi là giời. Ôi, con ngựa đẹp thật. Không biết ông bác mình mua ở đâu. Chắc cũng dễ đến 100 đồng bạc. Mình ơi, mình cho ngựa ăn chưa? Cho ăn rồi. Mình có đi quét cái sân đi không hả? Sân bẩn lắm rồi đấy. Suốt ngày ngựa. Mình này, Tết nhất để cho tôi nghỉ ngơi một tí chứ. Tôi làm quần quật cả năm rồi mà bác Tư đã gửi gắm con ngựa quý này ở nhà mình, chứng tỏ là bác ấy rất tin tưởng tôi. Tôi phải chăm sóc nó cẩn thận chứ lại. Thì tôi có bảo mình không chăm sóc nó đâu. Nhưng mà mình làm gì thì cũng phải để ý tí chứ. Tết nhất nghỉ ngơi, tranh thủ đóng hộ tôi cái chõng đi. Không thì lên đồng quốc đất để mấy bữa còn cấy hái. Ngày kia bác tôi đến lấy ngựa rồi, nên mình cho tôi chơi với nó nốt này với mai nhá. Chẳng mấy khi mới được sờ vào con ngựa quý thế này. Tôi chỉ bảo thế thôi, còn lại là tùy mình. Miễn sao mấy nữa đóng cho tôi cái chõng tre là được. Được rồi, cứ yên tâm, tôi hứa sẽ đóng cho mình mà lị. Anh ơi, đi xem hội không? Hội à? Hội gì ạ? Hội bán cây, bán đá quý với đồ phong thủy ở trên huyện này. Tết năm nào chẳng có, anh quên à? Đúng. Nay đã là mùng 5 Tết, thế mà mình quên béng đi mất. Thế anh có đi không nào? Không là tôi đi một mình đấy. Năm nay nghe bảo hội to lắm, có cả quan tri phủ về cơ mà. Ui thế á, thế anh chở tôi với. Mà nhà anh mới mua được con ngựa đẹp thế, năm nay làm ăn khấm khá hả? Không, nhà tôi làm gì có tiền.
là ngựa người quen gửi mà. Ra thế, công nhận nhìn con ngựa đẹp mã thật, có vẻ là ngựa quý đấy. Thế anh có đi không nào? Ấy, thôi, nhà tôi có việc, tôi không đi đâu. Anh cứ đi đi nhá. Tiếc thế. Thôi, tôi đi nhá. Chán thế. Cả năm mới tổ chức hội có một lần, mỗi lần chỉ tổ chức đúng 2 ngày. Thế mà mình phải ở nhà trông ngựa. Thế là mấy ngày Tết cứ ru ru ở nhà chẳng được đi đâu. Này, nghe nói hội đang có đá gà đấy. Hay lắm, chúng ta đi đi. Được, được. Chán thật. Làm cách nào mà vừa được đi xem hội mà vẫn trông ngựa được nhỉ? Ồ, hay là... Ôi, mình dắt ngựa đi đâu đấy? À, tôi dắt nó đi xem hội. Hả? Mình dắt con ngựa đi xem hội á? Mình có biết cưỡi ngựa đâu. Ôi dào ơi, đơn giản ấy mà. Cứ nhảy lên là nó tự đi thôi. Mình coi thường tôi quá đấy. Mà đây là ngựa người ta gửi mình trông hộ thôi. Mình mang đi, nhỡ có chuyện gì thì không đền được đâu. Chuyện gì là chuyện gì? Thì ví như con ngựa bị ăn trộm này, hoặc là nó bị ngã hay gì đó gãy chân thì sao? Ô này, mới đầu năm mà mình đã gở mồm vừa chứ. Mà tôi dẫn nó đi cùng cho vui thôi, chứ ở nhà chán chết. Mình đi cùng không? Thôi, lệ hồn, tôi còn bao nhiêu là việc. Hay mình để ngựa ở nhà tôi trông cho, mình đi đi. Đàn bà con gái biết gì mà trông. Cẩn thận nó lại tung vó đá cho một phát thì sưng mặt như trời. Thôi, để tôi dắt nó đi theo. Tôi lại chả biết thừa. Mình dắt ngựa đi là để khoe mẽ, sĩ diện chứ gì. Mình đừng có mà nghĩ linh tinh. Tôi không háo danh thế đâu. Thôi, tôi đi, không sắp hết hội rồi. Rõ là lắm chuyện. Ôi, anh kia có con chiến mã đẹp thật. Ôi, con ngựa này vừa to vừa cao, nhìn như ngựa của nhà vua ấy nhỉ. Chắc anh ta cũng thuộc hàng lắm tiền nhiều của lắm đấy. Này anh gì ơi, con ngựa này anh mua bao tiền đấy? À, có đáng bao tiền đâu. Tôi mua nó có 1 lượng vàng thôi. Ôi, tận 1 lượng vàng á? Quá khủng. Nhà giàu sướng thật. Tôi cũng muốn mua con ngựa này mà không có tiền. Chắc chỉ dám mơ thôi. Con ngựa này đã là gì? Tôi chỉ cần huýt sáo một cái là 1 đống vàng. Đủ mua cả 100 con ấy chứ. Ôi, người có tiền thích thật đấy. Anh nói chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là hỏng ngay. Mình cưỡi con ngựa này oai phải điên. Ai cũng nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Chẳng mấy khi. Ôi, con ngựa của anh đẹp quá. Không biết tôi có diễm phúc được sờ nó một tí không nhỉ? Sờ đi, nhưng mà sờ nhẹ nhẹ thôi, không nó sợ. Ngựa của ta là ngửi được mùi lạ đấy. Không phải hơi tay của ta là nó đá người ngay. Ôi, đẹp quá. Mà không biết anh từ đâu đến ạ? Ta ở tận trên tỉnh cơ, chỗ trung tâm nhộn nhịp và giàu có nhất đấy. Ôi, bảo sao? Mà này, anh cao to vạm vỡ, cưỡi ngựa nhìn thật là đẹp đấy. Nhưng có điều ý, dáng ngồi chưa được oai phong cho lắm đâu. Thế á, dáng ngồi của ta làm sao? Thì anh ngồi phải thẳng lưng, ưỡn ngực, chân thả lỏng ra. Thế này đúng chưa? Chưa, tôi thấy chưa oai lắm. Thôi anh xuống để tôi làm mẫu cho anh xem. Làm mẫu á? Đúng rồi. Anh nhìn nhanh nhẹn sáng sủa thế này á, chỉ cần nhìn một phát thôi là bắt chước được ngay. Lúc đấy á, anh cưỡi ngựa đi thì ai cũng phải ngưỡng mộ. Được. Này, anh nhìn nhá. Ơ, kìa, đi đâu đây? Đứng lại mau. Bớ người ta, cướp. Hả? Cướp hả? Nó phỉ nhảnh thế, tôi đuổi bằng niềm tin à? Ôi trời ơi, ngựa của tôi. Chết rồi, biết lấy gì mà đền đây? Sao mình lại ngu quá vậy? Muốn ra oai, sĩ diện một tí cũng không xong.
về đấy à? Ngựa đâu? Sao thất thểu thế này? Mất rồi. Hả? Mất à? Sao mà mất? Thì tôi đang cưỡi ngựa ra oai, tự dưng có một tên ra bảo là dáng ngồi của tôi chưa được oai phong cho lắm. Hắn bảo phải thẳng lưng, ưỡn ngực thì mới đẹp. Rồi hắn bảo để hắn làm mẫu cho. Thế nào mà tôi lại đồng ý. Thế là hắn cưỡi lên ngựa rồi nói nhìn cho kỹ nhé. Thế là hắn phi ngựa chạy mất hút luôn. Ôi giời ơi, thế là tiêu đời rồi. Tự dưng lại đi đòi xem hội. Mà đi thì đi một mình đi, lại đòi dắt ngựa đi theo để ra oai, để sĩ diện. Mà con ngựa bác Tư gửi nhờ giữ hộ, chứ có phải là ngựa của mình đâu mà oai mới chẳng sĩ. Mất con ngựa cả trăm đồng bạc thì tiền đâu mà đền đây. Tại cái thằng lừa đảo ấy, thế nào mà tôi lại tin lời nó chứ. Thì hám danh sĩ diện lắm vào. Tôi đã bảo để ngựa ở nhà không nghe, còn ngựa quý như thế mang ra ngoài. Mình thì dễ tin người, ai bảo gì nghe vậy. Bảo sao chúng nó không lừa cho. Ôi, giờ mình có mắng, có chửi thì cũng đã mất rồi. Giờ làm sao tìm lại ngựa đây? Không tìm lại được thì có làm cả đời cũng không đền nổi. Thế mình có biết thằng lừa đảo đấy là ai không? Hỏi thế mà cũng hỏi, biết thì làm sao nó lừa được tôi. Ôi thế thì chịu, bó tay rồi, bán nhà đền thôi. Ôi, cái nhà rách này á thì có bán cũng chẳng đủ tiền đền đâu. Tại mình đây, mới đầu năm đã gây ra chuyện, giờ thì xác định làm trâu làm ngựa cả đời đi. Trời ơi, khổ tôi không, sĩ diện một tí cũng không xong. À, chẳng phải mình thân với thằng Hồng Xiêm lắm hay sao? Nó thông minh, nhanh nhẹn, chuyện gì chẳng giải quyết được. Hay là mình nhờ nó đi. Đúng rồi. Chỉ có Hồng Xiêm mới cứu được nhà mình thôi, để tôi sang nhờ nó. Anh thử cố nhớ xem tên cướp ngựa đấy có đặc điểm gì hay điều gì khả nghi không? Anh chẳng thấy hắn có cái đặc điểm gì. Nhìn hắn ăn mặc sang trọng hay giản dị ạ? À đúng rồi, hắn ăn mặc tuềnh toàng thôi, nhìn giống kiểu dân bê vác ấy. Vậy là loại bỏ những người giàu vùng này. Ồ, anh nhớ rồi, nhớ ra rồi. Lúc hắn đến gần, anh còn ngửi thấy mùi dầu rất nồng nặc cơ. Dân bê vác, dầu. Chính xác là hắn cướp ngựa của anh ở chỗ nào? Hắn cướp ngựa ở ngay cây đa ven sông, chỗ đường lên huyện ấy. Thế là rõ rồi. Con đường lớn đó là đường dẫn vào làng Bồm. Mà làng Bồm lại có một nhà buôn dầu rất lớn. Chắc chắn hắn ta làm và sống ở đó. Ui, vậy là anh có cơ hội tìm lại ngựa rồi đúng không? Cũng may là anh bốc phét với hắn là anh ở trên tỉnh, nên có thể hắn sẽ không cảnh giác đâu. Để em thử cách này xem sao. Mong là hắn vẫn chưa bán con ngựa. Ui, em giúp anh với. Ui, tên kia, đúng hắn rồi, đúng con ngựa của anh. Ngựa nào của mình? Ui, giờ mà mình còn móc mỉa tôi à. Tập trung xem nào. Hồng Xiêm, bây giờ chị với em ở đây, anh đi báo quan nhá. Em nghĩ không cần phải báo quan làm gì cho rắc rối đâu. Hắn chưa bán được ngựa, chắc chắn hắn còn cưỡi ngựa đi khắp huyện để ra oai, sĩ diện với mọi người nữa cơ. Nào, giờ chúng ta làm thế này nhá. Ôi, kìa cô em, mà sao lại đứng đây khóc thế? Em chào anh, em khổ quá anh ơi. Em cứ bình tĩnh, đừng có khóc. Mà nhà em ở đâu? Nhà em ở trên tỉnh, em là con của chủ tiệm đá quý ấy. Quý, con nhà giàu. Thần tài đến. Ôi thế á, thế làm sao em lại khóc? Cứ nói để anh giải quyết cho. Dạ, chả là nãy em đi xem hội về, em có xuống cái giếng này rửa chân.
Vừa bước xuống được mấy bậc thì sơ ý đánh rơi miếng ngọc bội của cha tặng anh ạ. Giờ em không biết làm thế nào. Cha mà biết được á, chắc cha từ mặt em mất. Miếng ngọc bội à? Con của chủ tiệm đá quý thì đương nhiên miếng ngọc bội cũng phải quý rồi. Mình không thể để tuột cơ hội này được. Thế nó rơi ở chỗ nào? Nó chỉ rơi loanh quanh ở cái góc này thôi anh ạ. Ơi, tưởng gì? Thế thì em không phải lo. Để anh xuống mò cho em nhá. Ôi, thật thế ạ? À? Anh tốt bụng quá, em cảm ơn anh nhá. Được rồi, vì người đẹp, anh sẽ làm tất cả. Em trông ngựa giúp anh nhá, đừng để nó chặn mất. Dạ vâng ạ. Ơ mà, anh định cứ thế mà xuống à? Phải cởi áo ra chứ, không thì tí sẽ ướt hết đấy. Đúng, anh quên mất. Có phải chỗ này không? Xa thêm một chút nữa. Anh đi sang bên trái ấy. Em đợi anh tí nhá. Này, ngựa của ta, áo của ta mà. Tên kia. Ngươi đứng im. Ngươi mà bước lên đây ta đánh cho to đầu đấy. Ê, anh dài, nóng tính thế. Anh cứ bình tĩnh. Ngươi đúng là tên đầu trộm đuôi cướp, dám lừa ta để lấy con ngựa quý. Có muốn ta kiện lên quan không hả? Anh gì ơi, anh hiểu nhầm rồi. Tôi đang định cưỡi con ngựa đi tìm anh đấy. Lúc đó ngựa nó chạy nhanh quá, tôi không dừng lại được. Đừng có mà ra mồm. Lần này coi như ta tha cho người. Đừng có mà đi lừa người nữa, nghe chưa? Tôi xin lỗi. Thấy con ngựa đẹp quá nên tôi muốn cưỡi thử cho oai tí ấy mà. Thôi, ngươi cứ ở dưới nước mà chơi với cá đi. Ta về. Ấy, anh ơi, áo của tôi. Trả lại tôi cái áo anh ơi. May quá, thế là lấy lại được con ngựa rồi. Suýt thì mất cá cái nhà. Cảm ơn em nhá, Hồng Xiêm. Không có gì ạ. Mà anh phải cảm ơn vợ anh nữa. Chị ấy cũng có công diễn kịch mà. Tôi cảm ơn mình nhá. Tôi xin lỗi vì đã không nghe lời mình. Tất cả là do tôi bồng bột, thích khoe và sĩ diện hão. Tôi hứa từ giờ tôi sẽ không thế nữa. Được rồi, từ giờ chừa nhá, nghe chưa? Tôi chừa. Cụ Lý chờ gọi mọi người tới đây, không biết là có việc gì nhỉ? Tôi cũng không rõ. Nếu tôi không lầm thì ngày mai là sinh thần của Lý trưởng rồi. Lại có biến rồi đây. Quả này chắc cụ Lý lại kiếm cớ để bắt mọi người mua quà đây mà. Còn đừng nói vậy, nhỡ đầu cụ Lý có việc gì gấp thật thì sao? Ôi giáo ơi, tính của cụ Lý con còn lạ gì ạ? Chả cứ đợi mà xem, kiểu gì cụ Lý cũng nghĩ ra trò oái oăm nào đó. Mọi người đã tới đông đủ cả chứ nhỉ? Dạ, chẳng hay hôm nay cụ Lý cho gọi mọi người tới đây là có việc gì vậy ạ? Ta có một việc hết sức hệ trọng. Ngay kia là sinh thần của ta. Ấy, tôi nói có sai đâu, biết ngay mà. Chắc tự, cụ Lý chưa nói xong, ai cho phép các người bàn tán hả? Này, lần sau người có hết thì phải cảnh báo ông trước chứ, giật hết cả mình. Dạ, con xin lỗi. Cũng tại mấy người đó. Ngươi cứ liệu hôn đấy. Dạ, nhân dịp sinh thần của Lý trưởng, con thay mặt cho mọi người trong làng gửi tới Lý trưởng lời chúc sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Thôi, mấy cái mớ câu chúc xuống đó ta nghe chán rồi. Giờ ta không muốn nghe các ngươi chúc mà cần hành động. Cái gì nó thiết thực cơ? Thiết thực à? Bắt đầu vào việc rồi đây. Ta biết vụ này mọi người gặp nhiều khó khăn, thóc lúa thu được chẳng là bao. Dạ đúng vậy thưa cụ Lý. Cảm thông với khó khăn của mọi người, khi mùa vụ thật bát nên ta không bắt dâng quà gì to tát cả, mà chỉ cần một món quà nhỏ nhỏ thôi. Dạ, món quà nhỏ nhỏ đó là món gì ạ? Đó là một con chuột băng vàng, nhỏ nhỏ thôi. Cái gì? Con chuột băng vàng à?
quả thế mà gọi là nhỏ à? Dạ bẩm cụ Lý, cụ xem xét lại chứ. Dân làng chúng con gạo còn không có mà ăn thì lấy đâu ra tiền? Yên tâm, không tốn nhiều tiền của các ngươi đâu. Ta đã tìm hiểu rồi, trên chợ huyện có hàng kim hoàn rất đẹp mà rẻ. Tính ra mỗi nhà chỉ có 3 đồng vào là đủ làm con chuột vàng cho ta thôi. Dạ, 1 đồng bây giờ con cũng không có nổi, nói gì là 3 đồng ạ? Dạ phải đấy, con còn phải lo ăn từng bữa, cụ Lý xem thế nào, miễn cho dân làng con. Hay, sao các ngươi leo nheo thế nhỉ? Ta đã chiêu cố cho các ngươi, chỉ phải dâng ta một món quà như thế là nhỏ lắm rồi đấy. Không nói nhiều, ngay kia mà không có quà cho ta thì đừng trách. Con thấy cụ Lý hơi quá đáng rồi đấy. Nếu cụ cứ cậy quyền cậy thế, ép chúng con thế này á, có ngày tức nước vỡ bờ đấy ạ. Các ngươi dọa ta à? Các ngươi định làm phản hả? Dạ cụ Lý, xin cụ thương tình. Cụ xem, chúng con đã khổ lắm rồi mà cụ còn... Ta không cần biết, có rồi thì các ngươi phản lại ta, chống đối ta đi, xem có sống được ở cái đất này không. Cụ ơi, cụ bớt giận. Theo con, giờ mà cụ bắt mọi người nộp tiền dâng vàng á, e rằng mọi người ức chế mà báo lên quan thì nguy ạ. Ta làm căng dọa chung thế thôi, chứ ta cũng đang sợ vậy đây. Con có cách này để chúng phải tâm phục khẩu phục đóng tiền, cụ xem được không ạ? Cách gì? Nói ta nghe xem nào. Khá lắm. Đúng là từ khi theo hầu ta, ngươi thông minh ra bội phần đấy. Nhất định ta sẽ có thưởng. Nghĩ đi nghĩ lại thì mùa vụ này các ngươi cũng không có dư giả gì nhiều. Ta cũng không làm khó các ngươi. Bởi vậy giờ ta sẽ ra một câu đố. Nếu có người trả lời được, ta sẽ miễn cho việc dâng quà cho ta. Còn không thì các ngươi phải làm chuột vàng cho ta ngay lập tức. Cụ nói thế thì chúng con làm gì có lựa chọn chứ. Thôi thì chơi với cụ vậy, còn có cơ may miễn quà. Thôi thì chúng ta nghe thử câu đố xem sao, biết đâu có cách giải quyết. Thưa cụ Lý, chúng con xin nghe câu đố ạ. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Câu đố của ta là từ nào có 9 chữ H? Từ nào có 9 chữ H à? Hoàn hảo. Không ổn, mới có 2 chữ H. Là gì được chưa nhở? Hống hách, hạn hán, hoành hành. Có mắt dài bằng mặt, làm gì có từ nào có 9 chữ H chứ? Phen này, ta có cớ để thu tiền làm chuột vàng rồi. Dạ thưa cụ Lý, có phải là chỉ cần trả lời đúng câu đố của cụ là mọi người được miễn đóng tiền phải không ạ? Đúng vậy, chỉ cần trả lời đúng, cả làng sẽ không phải góp gì cả. Câu trả lời đó coi như là phần quà thú vị nhất dành cho ta rồi. Vậy thì con có câu trả lời rồi ạ. Được, nhưng nhớ rằng ngươi chỉ có quyền đưa ra câu trả lời một lần. Sai là coi như cả làng thua, và hai cha con ngươi phải đóng gấp đôi số tiền đấy. Hồng Xiêm, hay là thôi đi con. Cha cứ tin ở con. Câu đố của cụ là từ nào có 9 chữ H. Tưởng rằng câu hỏi khó, nhưng lại không khó chút nào. Vì từ có 9 chữ H là từ chính. Cái gì? Từ chính à? Sao lại có 9 chữ H được chứ? Thì giờ con tách từ chính thành 9 H. Thế chẳng phải là từ chính có 9 chữ H đi thôi. Đúng rồi nhở. Hồng Xiêm nói chí phải. Ngươi định chơi chữ với ta phải không? Ai cho phép ngươi tách ra như thế ha? Thế thì làm gì có nghĩa? Thế ngay từ đầu cụ Lý chỉ đố con là từ nào có 9 chữ H, chứ cụ Lý có yêu cầu từ đó phải có nghĩa đâu. Có mọi người ở đây làm chứng cho con ạ. Đúng vậy, chỉ cần tách ra, đâu cần có nghĩa. Như vậy là con thắng rồi. Và dân làng con không phải góp tiền để làm chuột vàng cho cụ Lý rồi phải không ạ? Con đội ơn cụ Lý ạ. Chúc cụ Lý sinh thần vui vẻ. Người cứ đợi đấy. Con không xong với ông đâu. Kìa, cụ Lý, đi chậm thôi kẻo ngã. Hoan hô Hồng Xiêm. Hoan hô. Vậy là thoát rồi. Hồng Xiêm giỏi lắm. Dạ, không có gì ạ.